Vâng, thưa anh chị, đây là căn shop house của phố Thương mại 5. Phố Thương mại 5 thì có cái trục đường nội khu này đi thẳng ra chỗ khách sạn 5 sao này. Đấy, bên này cũng là shop house đã được xây sẵn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để khám phá căn shop house phố Thương mại 5 nhé. Đằng sau là cái gì anh? Đây là sân vườn. Đằng sau là khuôn viên nhà mình. Đây là với diện tích là 100m nhưng mà mình để lại cái chỗ này mình không xây hết đất. Mà độ xây dựng của mình nó quanh quanh khoảng tầm 80% nên là nó có phần trống như này. Đấy. Vâng. Đấy thì là mọi người nhìn thấy rằng là shop house bình thường thì sẽ không hoàn thiện phía sau này, nhưng mà riêng dự án này là dự án gần như duy nhất của cả nước Việt Nam mình là bán có cái phần là hoàn thiện cả phía sau. Đúng rồi. Đây, hoàn thiện bình thường là sẽ không hoàn thiện phía sau này đúng không? Không hoàn thiện phía sau. Giá bán là 5,7 triệu như này là rất là tính toán rất cẩn thận với giá rất 15,7 triệu. 5,7 triệu bao nhiêu anh? 5,7 triệu m2. Tức là giá tiền xây dựng là 5,7 triệu. Cái căn này là xây khoảng 321 m thì tổng phần xây dựng khoảng tầm hơn 1 tỷ. Trong khi tổng giá thì khoảng tầm sau chiết khấu sau khoảng hơn 1 tỷ 3. Căn này phần đất chỉ khoảng tầm 2,5 triệu, cũng là khoảng tầm 25 triệu. 25 triệu một mét vuông đất. Ui. Đường 33 m. Đường 33 m. Ngay trước mặt kia là trung tâm thương mại xây 7 tầng nhé. 35 m xây 7 tầng. Đây bên này là cả quỹ đất của trung tâm thương mại đây. Căn shop house này quá đẹp anh ạ, vì nó ngay gần cổng chính. Và đây là cái trục đường thương mại xương sống của cả cái dự án này đúng không ạ? Phố thương mại này hàng trăm sản phẩm cứ dọc đường thương mại này cả cây số ấy. Còn bên này là trung tâm thương mại 7 tầng kèm theo cả trung tâm chăm sóc sức khỏe này. Rồi bên này là phía đi ra khách sạn 5 sao. Rất là đẹp. Căn này là 4 tầng anh nhỉ? Bốn tầng. Một trệt 3 lầu. Sáng nhỉ? Chính ra là hai mặt tiền. Một mặt tiền đường lớn 33 m, một mặt tiền đường này là vào nội khu à? Bên này thì sẽ có một dãy shop house liền kề nữa. Bên này là đất nền. Ngay đằng sau kia là công viên này. Đây khu này là công viên. Ôi rất là nhiều công viên. Đây là các tiện ích ở nội khu. Chúng ta có thể quan sát được khu vực đằng sau. Đấy, tất cả các shop house ở đây xây đều có cái khoảng lưu không, khoảng sân vườn ở đằng sau rất là rộng. Chả khác gì biệt thự song lập. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp lên trên tầng 3 nhé mọi người. Lầu 1. Nói theo cách của miền Nam. Đây bàn giao đúng như này đúng không anh? Bàn giao thô. Chúng ta sẽ thiết kế được rằng là nhà vệ sinh, hai phòng ngủ trước. Thì là mình bố trí được cái cầu thang ở giữa này rất là thuận lợi cho việc bố trí. Còn khi kinh doanh chúng ta để thoáng hết. Đây là view từ lầu 2. Đó. Vẫn là view nhìn ra trung tâm thương mại. Đúng kia chính là khu công viên lớn đấy. À cái khu mà xanh xanh đấy hả anh? Xanh đấy là công viên rất lớn. Đây là cả một cái công viên lớn ở đấy. Ở trung tâm thương mại. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã đi thăm được tầng trệt và lầu 1, lầu 2. Đây là lầu 3. Đây là lầu 3 nhá. Cái không gian đúng rồi, chiều rộng của lòng nhà là 5m ngang, sâu là khoảng 20m. Đây là lầu 3, thì bình thường các dự án khác lầu 3 chỉ để gọi là dùng làm kho thôi, nhưng mà dự án này mọi người thấy là cái nốt độ cao rất là lớn, nó gần 4m, nên là hoàn toàn đây là một không gian kinh doanh bình thường. Đẹp đấy chứ, nhỉ? Không gian kinh doanh bình thường. Trần cao quá anh nhỉ. Trần rất cao nhá. Đấy, thì cách đây ra khoảng tầm thoáng, cái phần thoáng này ở đây là 3m cộng 3m là 6m. 6m xong sẽ đến một dãy nhà khác. Rồi. Xa xa kia vẫn chính là đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đúng rồi, đây đại lộ và đi qua cái cầu đấy. Đằng sau dãy nhà này, đối diện bên kia đường là tỉnh ủy.
bên kia là ủy ban. Ủy ban nó có một cái nhà thờ nữa. Đây. Đây là nhà thờ này. Nhà thờ Vị Hưng. Nó là một điểm du lịch thắng cảnh. Làm bên xây dựng thì thấy rằng chất lượng xây dựng này rất là ổn. Nhìn thấy cái chất lượng bê tông này rất là ok luôn. Sáng trắng. Anh có thể phân tích thêm một chút về giá của shophouse này được không ạ? Shophouse này nếu mà với cái nền giá gần 5 tỷ giá niêm yết sau khi chiết khấu của cái tháng 3 này này thì khách hàng đâu đấy tổng thanh toán chỉ đâu đấy khoảng tầm 4 tỷ 3 thôi. Tuy nhiên 4 tỷ 3 mà với cách thanh toán thông thường thì khách hàng sẽ vào tiền đâu đấy khoảng tầm 2 tỷ. Đấy. Tiền còn lại thì khách hàng sẽ vào trong vòng khoảng 12 tháng. Đấy, thì tôi thực sự là với cái giá này thì sẽ tìm rất khó, không phải chỉ riêng ở miền Tây đâu mà toàn bộ đất nước Việt Nam mình sẽ không có một cái sản phẩm shophouse nào mà đường thì đường lớn, tiện ích thì hoàn hảo, vị trí thì trung tâm. Đấy, mà có được một cái nền giá nó vô cùng thấp. Thực sự tôi giật mình, nếu mà 25 26 triệu đồng một mét vuông thì rất đáng để đầu tư. Và tôi tin chắc rằng chỉ độ khoảng tầm 3 tháng 5 tháng thì cái nền giá này nó sẽ trở thành quá khứ. Và nếu mà chỉ một khách hàng đầu tư mà chỉ giữ được cái sản phẩm này 1 năm đến 3 năm tới, tôi không nói về dài hạn, nói về trung hạn đó. Đó, thì thực sự là khi mà ba tuyến cao tốc của Đồng bằng Sông Cửu Long mà đi qua Hậu Giang đó, và nó đẩy cái nền giá của thành phố Vị Thanh này lên thì chắc chắn quý vị sẽ có một cái đầu tư lãi vốn vô cùng lớn. Tôi tin chắc là gấp 3, gấp 5 trong vòng 3 năm tới. Cảm ơn anh.